Trên chặng hành trình của cuộc sống, có những nhiệm vụ mà chúng ta gặp phải, nó không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn là tâm huyết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Và đối với Tiên, việc nuôi dạy con cái có thể được coi là một trong số những thách thức đó. Mặc dù khó khăn, gian nan, đôi khi rất áp lực và mệt mỏi, nhưng mỗi ngày khi nhìn thấy được sự phát triển khôn lớn của hai đứa con, Tiên lại cảm thấy những mệt mỏi đó không còn là gì cả. Bởi vì ngày xưa ba mẹ của mình cũng đã từng vất vả nuôi mình khôn lớn như vậy mà. Mà tôi bật mí nhỏ cho mấy bà nghe cái này nè. Tôi không chỉ là có hai đứa con thôi đâu nghe mấy bà, mà tôi còn có một đứa con tinh thần nữa, đó chính là vườn rau này nè. Khi mà bước vào vườn á, tôi như được đắm chìm vào một thế giới yên bình và thư thái. Những luống rau xanh mướt, những cọng rau xanh tươi, những cây hoa rực rỡ như làm xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi và lo âu trong tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của tôi vậy đó. Khi bước vào khu vườn xanh mơn mởn, thấy những cây mọc dựa vào những cây khác, đôi khi gầy gò nhưng nó luôn tràn đầy sức sống. Mỗi cọng cải xanh, mỗi trái cà chua chín mọng đều là kết quả của công sức và tình yêu thương mà tôi đã đầu tư vào đó. Tương tự như vậy, khi nhìn thấy con cái phát triển trở thành những người trưởng thành và đầy tự tin, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng khi được làm mẹ. Bởi vậy, việc nuôi con và việc chăm sóc một vườn rau sạch nó cũng giống như nhau, đều đòi hỏi sự quan tâm, sự hiểu biết, phải chịu nhiều vất vả và sự kiên nhẫn. Và để có được một vườn rau sạch xanh mát như ngày hôm nay, không chỉ riêng bản thân Tiên, bên cạnh đó Tiên còn vô cùng biết ơn những người đã luôn chịu vất vả và cống hiến. Còn nhớ lại những ngày đầu khi Tiên mới vừa bắt đầu qua bên đây, thương vô cùng cho sự vất vả của hai bà vú nhà Tiên, ngày ngày dọn rác, quét rác và đốt rất là nhiều rác ở cái khu này. Và bên cạnh đó, người mà Tiên biết ơn sâu sắc nhất và lớn nhất đó chính là chồng của Tiên. Suốt 10 ngày khởi công cải tạo khu vườn này cho Tiên á, thì không ngày nào mà anh không ra ngoài vườn để cuốc đất, để khiêng đất vác văn, luôn luôn trực chiến ở dưới khu vườn này để tiếp phụ người ta dọn dẹp. Trong khi suốt mười mấy năm qua anh là giám đốc công ty chỉ ngồi máy lạnh mà và làm sếp của hơn 4.000 nhân viên, chưa từng làm việc nặng nhọc giống như vậy. Nhưng mà chỉ vì thương Tiên, chỉ vì lo lắng chu toàn để cái vườn rau của Tiên sớm được hoàn thành, anh không ngại vất vả, anh không ngại việc gì hết, việc gì cũng bay vô làm phụ mọi người cho nhanh xong á. Cả nhà biết không, đất ở đây á thì nó pha với đá, với bê tông á, không phải là đất mềm. Vì vậy cho nên là khi Tiên muốn làm vườn rau á thì Tiên bắt buộc phải cuốc hết toàn bộ lên để nó mềm ra. Hai vợ chồng thi nhau cộng với hai bà vú nữa, cuốc mấy ngày không có ok rồi. Thấy chuyên môn của mình không có tới cho nên là lúc này mới thuê thợ ra cuốc á mọi người. Thuê tổng cộng là gần mười mấy người thợ làm. Cấp này là chồng của Tiên bắt đầu lên thiết kế để vẽ chi lô chi clip ra, rồi lúc đó là cái ông kiến trúc sư ổng sẽ làm theo cái ý đó. Tiên chia sẻ ở đây để cho các chị em của mình, ai mà đang chuẩn bị có nhu cầu để làm cái vườn rau sạch giống như vậy thì mình cũng sẽ có thêm một chút xíu gì đó kinh nghiệm để đỡ vất vả giống như Tiên đã từng nha. Cả nhà mình biết không, để có thể trồng được một cái vườn rau sạch á, cả nhà mình cần phải rất rất là nhiều đất để đổ vô đây, để đủ trồng. Mà cả nhà mình nhìn vào đi, ở trong cái vườn này hiện tại chỉ toàn là đá và xi măng không mà không có đất để trồng. Và thay vì mua một tấn đất hay một xe đất, lúc này á Tiên suy nghĩ ở đâu ra cái một cách rất là buồn cười, đó chính là đi lên tới Đồng Nai để xin đất á cả nhà. Kể ra vẫn còn thấy mình rất là ngu luôn. Tiên mượn chiếc xe bán tải của cái ông kiến trúc sư này nè, đổ xăng hết 1 triệu, chạy qua hai cái trạm thu phí, lúc đi lúc về hết 300-400 ngàn nữa. Xong cái Tiên rủ thằng tài xế xe của Tiên chở hai bà vú với Tiên là 4 người đi lên trên Đồng Nai xin đất. Thì mình xin là mình phải cuốc, phải khiêng. Thánh thần ơi, khiêng đầy một chiếc xe đất cả tấn đất, hay muốn xỉn niễn 4 người luôn. Thật sự là Tiên thấy trên đời này không có cái việc gì mà cực bằng cái việc khiêng đất luôn á cả nhà. Giữa trời nắng chói chang nữa nha. Xong trở về tới cái khu vườn hả, tính tiền ra nó còn mắc hơn cái tiền mình mua cái chiếc xe đất mình đổ vô nữa đó. Bởi vậy ngồi nghĩ là tôi thấy không có cái ngu nào mà giống như cái ngu nào hết. Cho nên là tôi nói để mấy bà rút kinh nghiệm nha. Nếu mà muốn trồng á, mấy bà mua đại một cái chiếc xe đất về, mấy bà đổ vô đầy đi cho tôi. 3 triệu là đầy một cái vườn đất để mình trồng rồi. Đừng có dại dột thuê xe mượn xe xong đi chở đất xin đất giống như tôi là chết luôn. Xong rồi về á, nguyên cái xe đất đó đâu có đủ đổ vô cái vườn đâu, mấy bà phải mua thêm một cái chiếc xe đất khác nữa đổ vô nó mới đầy được cái vườn để trồng đó. Còn thợ thì mình thuê người ta, người ta chỉ xây hồ xây gạch thôi chứ đất dưới phân đồ người ta không có khiêng phụ mình đâu, tự mình phải khiêng phải vác hết đó cả nhà. Nè mấy bà thấy nguyên một núi phân dưới đất không, tí xíu nữa là một tay chồng của Tiên với hai bà vú với Tiên là gia đình của Tiên tập trung ra khiêng hết tất cả cái đó vô để đổ vô vườn đó. Người ta bán người ta cũng đâu có khiêng vô cho mình đâu, người ta để đãi đó. Xong đó, rồi hai bà vú với lại mẹ của Tiên với chồng của Tiên là xúm nhau khiêng vác hết nguyên cái núi đất với phân đó vô trong vườn để đổ nè, để rải ra để trồng nè. Có thể là khi Tiên quay clip lên á, cả nhà mình nhìn thấy chỉ có 1-2 phút hay là vài phút 5-10 phút thôi, nhưng mà để có thể hoàn thiện được cái khu vườn này á là cả một quá trình gần cả tháng trời của cả một tập thể, cả tất cả các thành viên trong gia đình của Tiên đã rất là vất vả, đổ mồ hôi rất nhiều cho cái khu vườn này luôn á cả nhà. Đầu tiên là lo về phân nè, về đất nè, về hạt giống nè, về cây trồng nè. Sau đó khi mà cây cối hoa quả nó đã vào trong vườn rồi á, mình còn phải lo tưới nè, bón phân nè, đi nhổ cỏ mỗi ngày sáng tối nè, và diệt rầy nè, diệt sâu bọ nè, nói chung là có rất là nhiều việc luôn. Cho nên
nên đó cũng chính là lý do mà Tiên luôn ví von á, trồng vườn rau nó giống như cái việc nuôi con vậy đó cả nhà. Mình phải dành rất là nhiều tâm sức và công sức cho nó thì nó mới phát triển tốt tươi được. Cấp này là ông chồng của Tiên, ông đang lấy hai cái bánh xe hơi cũ của nhà Tiên ra, ông sơn một cái màu vàng, một cái màu cam cho hai đứa con của Tiên để dành nó chơi, nó đu đưa. Cuối cùng thì khu vườn cũng đã cải tạo xong rồi, đất và phân á thì gia đình của Tiên cũng đã đổ vô lấp đầy hết rồi. Hai bà vú đang bắt đầu tiến hành trồng cây đây. Chồng Tiên ảnh biết Tiên thích ăn nhất là dưa leo và đậu rồng, cho nên là ảnh làm cái vàng này để trồng một bên là đậu rồng và một bên là dưa leo để cho Tiên để dành Tiên hái, Tiên ăn và quay phim mukbang á. Xong rồi mấy cái lúa bên kia ảnh cũng trồng thêm rất là nhiều hoa để cho nó tươi. Trong gia đình của Tiên được một cái là chồng Tiên luôn luôn là người dậy sớm và Tiên thì được ngủ trưa, cho nên ảnh là người chăm nhiều hơn Tiên. Mà ảnh thức sớm cũng có lý do á, tối nào ảnh cũng đi ngủ rất là sớm, còn Tiên thì đêm nào cũng làm việc tới 1-2 giờ sáng Tiên mới đi cho ngủ, cho nên là sáng nào ảnh cũng xuống giường chăm giường sớm hết trơn. Bởi vậy nuôi con và chăm sóc vườn rau giống nhau á là điều đòi hỏi sự quan tâm, sự hiểu biết, giống như là việc trồng hạt giống vậy đó. Việc nuôi dạy con cũng cần có lòng kiên nhẫn và sự hy sinh rất lớn. Cả hai đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn, từ việc bảo vệ chúng khỏi sâu bệnh đến việc đối mặt với những thử thách trong việc hình thành tính cách và tri thức của chúng. Nhưng từng giọt mồ hôi và nỗi lo ấy đều sẽ trở thành hạt giống cho niềm vui và hạnh phúc về sau. Với lại mấy bà có công nhận với tôi là khó khăn thử thách mới có ý chí phát triển, phải không nè? Bởi vì trong sự khó khăn ấy chúng ta tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa thực sự của cuộc sống, và đó cũng chính là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trân trọng. Khi nhìn thấy được những kết quả, những thành tựu nhỏ nhoi mà chúng ta đã tạo ra, ta lại nhận ra rằng niềm vui thực sự không nằm ở điều gì lớn lao cả, mà là ở những điều giản dị, những khoảnh khắc chân thành nhất của cuộc sống.